Chào mừng quý vị đến với bản tin Công thương pháp luật của Báo Công thương. Bản tin ngày 17 tháng 11 năm 2023 gồm các thông tin thị trường pháp luật đáng chú ý với những nội dung chính sau đây. Doanh nghiệp gặp khó tại chi cục hải quan khu vực 2. Báo Công thương nhận được phản ánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn ZDK, địa chỉ tại Hà Nội, về việc chi cục hải quan khu vực 2 thuộc cục hải quan Hải Phòng chậm trễ phản hồi công văn kiến nghị của doanh nghiệp về mức áp giá cho lô hàng xe điện nhập khẩu về Việt Nam để làm mẫu quảng cáo và thử nghiệm phục vụ giám định chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Theo phản ánh, đã hơn một tháng kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2023 đến nay, tri cục hải quan khu vực 2 vẫn chưa trả lời ý kiến của doanh nghiệp về việc này. Tuy nhiên, tri cục hải quan khu vực 2 lại đề xuất mức áp giá cao, chưa phù hợp để công ty CDK giải phóng lô hàng. Việc chậm trễ trong quá trình xác định mức áp giá khiến doanh nghiệp chưa thể nhập khẩu và tốn một khoản tiền lớn chi phí về kho bãi, ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ của hoạt động nghiên cứu phát triển cũng như triển khai dự án đầu tư của nhà máy sản xuất ô tô điện. Phản ánh về gói thầu van chống xét 35 kV tại Điện lực Đông Anh Báo Công Thương nhận được phản ánh đề nghị công ty Điện lực Đông Anh làm rõ các bản test, thử nghiệm của hàng chống xét của đơn vị trúng thầu. Nhà thầu phản ánh theo quy định tại quy định số 110 ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống xét van 35kV, điện án định mức UR lớn hơn hoặc bằng 48, điện áp làm việc liên tục COV lớn hơn hoặc bằng 38. Từ đó, nhà thầu đề nghị công ty Điện lực Đông Anh PC Đông Anh làm rõ các bản test thử nghiệm của hàng chống xét van 35kV của Protekor Baland đã duyệt mua tại gói thầu số 4 MSHH-DTXD-2022 xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2022, xã Võng La, Mai Lâm, Xuân Nộn, Nguyên Khê, Uy Nỗ, thị trấn Đông Anh. Gói thầu này có giá hơn 3,4 tỷ đồng. Nhà trúng thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Thành An. Giá chống xét van được PC Đông Anh duyệt mua là hơn 8,9 triệu đồng một bộ. Hải Phòng phản ánh về công tác bồi thường tái định cư tại dự án khu nhà ở xã hội tại tổng kho 3 Lạc Viên. Báo công thương nhận được phản ánh của 5 hộ dân Trần Thị Thu, Trần Thị Nhàn, Phạm Thị Suốt, Quản Huyền Anh, Phạm Thị Hải đều trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Các hộ dân có ý kiến về việc ký hợp đồng thuê đất của chi nhánh công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện tại Hải Phòng và phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện tại dự án khu nhà ở xã hội tại tổng kho 3 Lạc Viên, số 142 Lê Lai, phường Máy Chai và phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng chưa rõ ràng, minh bạch. Theo thông tin công bố, Chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên là công ty cổ phần Thái Holding. Dự án có quy mô xây dựng khu nhà ở xã hội với diện tích khoảng 53.913 m2, gồm 10 block nhà chung cư cao 15 tầng, tổng số khoảng 4.456 căn hộ, khu nhà ở thương mại diện tích khoảng 13.063 m2, quy mô khoảng 163 căn hộ, cao 7 tầng, hạ tầng kỹ thuật trên khu đất 16,91 ha, gồm khu tái định cư tại chỗ có diện tích 8.100 m2. Dự án được khởi công từ đầu tháng 3 năm 2023. Hà Nội nở rộ bãi tập kết cát trái phép tại huyện Đông Anh. Xã Võng La, huyện Đông Anh có 3 km bờ sông Hồng chạy dài theo chiều đông tây nhưng có tới 5 điểm tập kết cát sỏi trái phép quy mô lớn tồn tại hàng chục năm qua. Không chỉ tập kết cát, các cá nhân còn xây dựng nhà điều hành kiên cố cấp 4 và cũng có camera gắn khắp mọi nơi theo dõi. Sát điểm này là công ty Thành Luân và các đơn vị khác cũng tập kết với số lượng cát sỏi quy mô lớn. Mặc dù hoạt động trái phép tồn tại nhiều năm nay, nhưng Ủy ban Nhân dân xã Võng La, cơ quan chức năng huyện Đông Anh, Hà Nội vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt đề, gây bức xúc cho người dân. Tranh cãi cấp phép tổ chức hội thảo, chia sẻ cơ hội thành công cùng Amway Báo Công Thương nhận được phản ánh ngày 7 và ngày 10 tháng 11 năm 2023. Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang liên tiếp có các văn bản gửi Sở Ngoại vụ Bắc Giang, về việc không nhất trí cho công ty trách nhiệm hữu hạn Amway Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế chia sẻ cơ hội thành công cùng Amway tại khu dịch vụ Tropical Holding, thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang với lý do trên địa bàn huyện đã có nhiều tổ chức doanh nghiệp tổ chức hội thảo bán các mặt hàng đa cấp, không chỉ gây mất an toàn trật tự xã hội, gây dư luận xấu mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện do đồng ý tổ chức tại địa phương. Tuy nhiên đến ngày 14 tháng 11, ông Ngô Biên Cương, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang đã có công văn số 909 SNGV, NV ký với nội dung nhất trí cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn Amway Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế, chia sẻ cơ hội thành công cùng Amway. Theo các nội dung nêu tại công văn và đề án số 0310 PA2023 ngày 6 tháng 10 năm 2023 về tổ chức hội họp hội thảo quốc tế về bán hàng đa cấp tại tỉnh Bắc Giang. Trước sự việc này, bạn đọc đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh việc giải quyết kiến nghị tổ chức hội thảo của công ty trách nhiệm hữu hạn amway việt nam